Ghi nhận tại một số chợ ở quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, thịt ba rọi từ 50 đến 60 ngàn đồng một ký đã tăng lên đến mức 85 đến 90 ngàn đồng một ký. Trong khi đó, giò heo cũng có giá bán là 85 ngàn đồng một ký, tăng 15 ngàn đồng so với trước đây. Các cơ sở kinh doanh cho biết giá bán lẻ tăng là do giá heo hơi thu mua tại chuồng đã tăng liên tục từ 20 đến 30% so với thời điểm đầu năm. Thịt heo là một trong những loại thực phẩm phổ biến nhất trong bữa ăn hàng ngày, nên việc giá thịt tăng mạnh đã ảnh hưởng đến thói quen chi tiêu của nhiều gia đình. Ba rọi hồi xưa là 50-60 ngàn, 60-70, mà giờ 90-100. Rồi sườn non cũng vậy, 130-140. Mà giờ khả năng khách ăn nó cũng giảm đi. Tăng lên thì giá thị trường rất là bán rất chậm. Thì nói chung là ảnh hưởng cả người mua cho đến người bán, đều cả kinh tế đều khó khăn cả. Nên là ngày trước thì ví dụ như bán được một con, bây giờ bán không hết một con. Lên ngày 1, ngày 2, nếu mà lên ngoài thì kinh tế hơi eo hẹp. Một số tiểu thương và người tiêu dùng cũng khá bất ngờ khi giá thịt heo vẫn đạt mức cao trong những ngày đầu tháng 7 âm lịch. Vì đây chính là thời gian nhiều người đã bước vào tháng ăn chay, nhu cầu tiêu thụ thịt heo sẽ giảm. Vì vậy, trong thời gian tới, để có thể mua thịt heo đúng giá, quý khán giả cần thường xuyên cập nhật giá cả thị trường, đồng thời chỉ mua hàng tại những địa điểm uy tín.